Bây giờ mình đặt tên biệt danh của mỗi người trong nhóm đi. Bây giờ mình đặt tên là đất nước đi. Em là Ngọc Cây Đen. Mexico, South Africa, American, Laos. Laos ơi, Laos. Đánh đi Laos. Where do we go? Về đâu hỡi em? We did just give it up. Should we turn our back on love? Or should we stand with it? Chào các bạn, mình là Bùi Phương. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn theo dõi video của mình và biết tới mình thì hãy subscribe kênh YouTube channel của mình để có thể nhận được thêm nhiều video hơn nữa nha. Còn nếu như các bạn đã subscribe và đã biết tới mình rồi thì xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ ghi lại hành trình 24 giờ ở khu cách ly tập trung ở bệnh viện dã chiến Củ Chi. Nào, let's go. Tối hôm qua ngủ sớm cho nên là hôm nay mình dậy sớm. Việc đầu tiên đó là xếp mùng mền chăn chiếu lại cho gọn gàng. Và tiếp đó là đi đánh răng. Sáng sáng thì mình thường đi bộ một vòng để có thể tăng sức đề kháng. Ở đây sáng sớm chim hót líu lo, thích lắm luôn đó các bạn. Các bạn nghe kỹ là nghe tiếng chim hót á. Chỗ này là chỗ mà mình hay đi bộ. Sáng nay thì đi cũng được là gần 30 phút. Ta-dang. Yeah, sáng nay được đổi món đó là mình được ăn bánh ướt đó các bạn. Và tới giờ đọc sách rồi thì thường là buổi sáng mình lúc mà mình có thời gian thì mình sẽ tranh thủ thời gian để mà mình đọc sách. Thì do là làm marketing nên là thường là mình sẽ tìm đọc những cái quyển sách về marketing. Và thường buổi sáng khi mà có năng lượng những lúc rảnh á thì mình thường edit video. Nói vậy thôi chứ edit video cực lắm các bạn. Cho nên là các bạn theo dõi rồi thì nhớ subscribe kênh YouTube channel của mình nha. Bác sĩ tới để đo nhiệt độ và hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Yeah, có dừa, order nước dừa uống cho mát nè. Tới giờ cơm trưa. Mọi người vui lòng đến. Bà, đó là bạn, người đánh vừa bạn. Nay thì mấy chú sẽ đặt đồ ăn ở bàn nè, rồi mọi người sẽ ra lấy. Bạn thấy không, có tôm nè, có rau nè, đủ thứ sôi giống miệng. Thế gì? Thế là hết tính nhiều rồi. Tuyên bố là xong, xuống giường không mở mồm. Ăn xong thì làm gì? Nói chung là cuối tuần mà, ngủ, cày phim, nghe nhạc, quẩn quanh vậy thôi. Mình coi phim Netflix này hay lắm các bạn. Với lại trời này nóng á, các bạn nhớ uống nước nhiều nha. Tại vì ở đây trời nó nóng, nó dễ mất nước á. Mới ngủ dậy, đầu tóc hơi bù xù nè. Nên là giờ mình đi tắm rửa. Đây là đạt. Đạt uống nước cam. Đây là snack. Đây là snack của Hoài. Snack đặc phương. Chào mọi người, mình sẽ unbox gà nguyên con của Alex gửi đấy các bạn ạ. Chấm này các bạn. Trời ơi, hấp dẫn. Đồ ăn được gọi hơn 60 cây nha các bạn. Tuyệt vời không? Và lần đo nhiệt độ thứ hai trong ngày. Kiểu như đang nhặt đồ mà có của âm nhạc mọi người. Sau khi nhặt đồ xong thì mình sẽ phơi đồ. Cái này có chỗ riêng để phơi. Ở đây phơi thì nếu mà sáng giặt chiều là sẽ khô tại vì nắng rất là to. Sau khi tắm rửa xong, nhặt đồ sạch sẽ xong thì tụi mình bắt đầu đàn ca múa hát. Nhanh ghê, tới giờ ăn tối rồi. Này có canh bí, có cá kho, siêu ngon. Yeah, cá, rau.
vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mai vắng hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đừng vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Sau khi hát mệt rồi thì anh giữa giữa để mà nạp thêm năng lượng. Em mình có cái tóc đẹp. Muốn tôi cho một trận hả? Muốn tôi cho một trận hả? Ôi trời ơi, sợ quá. Sợ thiệt đó, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi. Chơi này cảm giác trẻ ra cả chục tuổi luôn. Đầu của nó đúng là đầu bò thiệt mà. Chợt nghe thời gian đông trên phiến đàn, lặng lẽ mình tôi thắt ngây, vẫn như đâu đây bước chân em về chết lối cũ. Tối rồi, mình tranh thủ đi bộ một xíu trước khi đi ngủ cho nó tiêu cơm. Yeah, tới giờ đánh răng rồi nè. Buổi tối thì nhớ mắc mùng đi ngủ nha. Ở đây thì ngủ phải mắc mùng á, bởi vì nếu mà không thì muỗi sẽ đốt á. Nhưng mình thấy ở đây khá là nhiều muỗi. Do được các chú bộ đội và nhà nước chăm cho nên là mùng mền đầy đủ. Tranh thủ buổi tối thì mình edit thêm video. Mình nói rồi, các bạn edit cực lắm, cho nên là nhớ subscribe kênh YouTube channel của mình nha. Ta-dang, và bây giờ cũng đã cuối ngày rồi. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều khi xem tới tận cuối video. Mình muốn review lại rằng là cuộc sống ở đây thì rất là tuyệt vời. Nó có nhiều thời gian hơn để giúp cho mình thư giãn cũng như là học thêm nhiều cái mới. Không gian thì rất là tốt, thoáng đãng và được chăm sóc sức khỏe rất là tận tình. Đừng quên subscribe kênh YouTube channel của mình để nhận thêm được nhiều video hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.